Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàn Viện. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho anh em một thiên thần bãi biển vô cùng dễ thương đến từ Thái Lan. Tên thường gọi của cô nàng là Mon. Thông tin cá nhân của Bodpi, ghi chú nguồn không đáng tin cậy. Sinh năm 1998. Chiều cao 1m64. Số đo 3 vòng là 85-78-89cm. Cân nặng 45 cân. Ngoại hình, thân hình mảnh mai, dáng chuẩn cùng với gương mặt trái xoan, càn nhọn, sóng mũi cao, đôi mắt to tròn cuốn hút. Mái tóc đen dài, làn da trắng sáng không tì vết là những ưu điểm hình thể của cô người mẫu. Về mạng xã hội, cô nàng sở hữu trang cá nhân trên 100.000 lượt theo dõi, thường xuyên cập nhật những hình ảnh thường ngày của cô nàng, thường là những hình ảnh liên quan đến biển. Cô ấy có sở hữu lượng theo dõi ích khủng trên các trang mạng xã hội khác. Đường link được đặt dưới phần mô tả. Sở thích: Bodpi thích tắm biển nên cô ấy thường xuyên đi du lịch ở những bãi biển xinh đẹp, thơ mộng. Cô ấy cũng thích nhảy múa, nhất là các điệu nhảy truyền thống của Thái Lan. Cô nàng cũng có sở thích đi dạo cùng thú cưng của mình, thường là một con mèo con dễ thương vô số tội của mình. Sở trường: là một người mẫu nên cô nàng có khả năng phối đồ rất xuất sắc, đáng học hỏi. Khả năng tự sướng của cô nàng khá xịn sò nhờ vào gương mặt thiên thần của mình. Cô nàng có khả năng nhảy khá tốt, đặc biệt là các điệu nhảy truyền thống của Thái Lan. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Nếu thấy hay hãy nhấn like và đăng ký. Và đừng quên nút chuông nho nhỏ để không bỏ lỡ bất kỳ video nào mình ra trong tương lai. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Bye!